karaoke mới. Mẫu đèn này có tên gọi là DJ Royal Singer 2-in-1 New. Nó phù hợp để mọi người mua trang trí cho những phòng karaoke gia đình hoặc là mua để kinh doanh, trang trí cho phòng bay, trang trí cho những cái buổi tiệc party vui chơi sôi động. Đèn kết hợp giữa đèn LED, quét ti 7 màu và đèn laser. Đèn có chế độ cảm ứng theo nhạc và chạy đổi màu auto tự động. Đây là một mẫu đèn nó ra những cái hiệu ứng rất là ảo, phù hợp cho không gian từ 15 cho đến 40 mét vuông. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế tại studio của công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Bose L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.